gian bếp của nhà mình. Nhưng mà hôm nay mình sẽ không chia sẻ video nấu ăn, mà mình chia sẻ một cái thành quả của mình đằng sau cái bức màn cửa này. Mình rất tự hào về cái thành quả của mình đằng sau bức màn này nha. Hôm nay mình rất là vui, nó đã đơm hoa cái trái, cho nên bây giờ mình chia sẻ mọi người coi cho vui ha, để mình vén bức màn này lên thử coi là cái gì mà mình rất là thích đứng ngay đây quay video và mình giấu nó đằng sau này ha. Thì đây, mình sẽ vén màn lên đó, mọi người thấy gì không? Đó, một bầu trời của mình ngay cái gian bếp này ha. Mọi người nhìn thấy là mình rất là thích đứng ngay đây là vì sao? Vì mình có một ít hoa lan mình trồng lại, mình mua về mình chơi đó, mình trưng xong á thì mình trồng lại, thì hôm nay nó đã ra bông được rồi. Và mình trồng, cái cách trồng là mình trồng trong nước nè, những cái bình này là mình trồng trong nước đây. Mình chỉ có biết là về mình chơi cái hoa lan nó cũ rồi thì mình gỡ cái rễ nó ra và mình rửa sạch và mình cắt cái rễ thối rễ hư đi á, thì mình bỏ vô đây và mình tưới nước vô thôi, chứ mình không có biết bón phân gì hết. Thì một năm nó ra hoa một lần, và những có nhiều chậu đây nó ra lần thứ hai đây, và hôm nay thì nó được nhiều cho nên mình khoe, chứ mấy năm trước thì nó chỉ có 1-2 chậu thôi. Thì hồi xưa mình không có thích chơi hoa lan tại vì mình thấy đẹp nhưng mà mình thấy mắc tiền. Mình cứ mua mấy cái hoa cái 10 đồng một bó về trưng thì nó cũng lát được 1-2 tuần thôi. Nhưng mà sau đây mình thấy hoa lan, tại mình thấy trên tiệm chủ tiệm mình chỉ trưng hoa lan nó rất là lát long, hay là chị họ mình vậy trồng xong nó rất là lâu, hơn mấy tháng luôn, có khi 3 tháng nó chưa có tàn hết. Thì mình mới nói 3 tháng mà có mười mấy đồng, 20 đồng, nhưng mà mình chơi được 2-3 tháng như vậy thì mình thấy thích, cho nên mình mới bắt chước mình chơi. Và mình chơi hồi xưa mình trồng lại thì nó cũng không ra bông đâu, nhưng mà bây giờ mình đã coi, mình đã học được kinh nghiệm trên YouTube thì mình coi á, thì mình trồng, mình cũng bắt chước mình trồng theo, thì năm nay nó ra được nhiều bông mọi người ơi. Để mình sẽ lấy ra cho mọi người coi từng cái nha. Thì đây mình thích, đây là một chậu nè đó, mọi người thấy không, trồng trong nước mà mình không hiểu sao á, nó rễ của nó thì rất là nhiều nhưng mà mình trồng lá của nó rất là yếu và vàng. Mình cũng không biết làm sao để cho lá của nó được tốt nữa. Rễ thì ra rất là tốt, mọi người thấy không, rễ của nó ra rất là nhiều nhưng lá thì yếu, nhưng mà được bông nè mọi người, đó thấy cưng chưa. Đó, mình sẽ để đây để mình khoe hết mọi người cái dàn bông của mình ha. Đây là một bình hoa trắng và đây là cái bình tím nè. Hoa tím này á thì mình trồng bằng giá thể, chứ mình không có trồng trong nước, là mình đi gỡ mấy cái người ta trồng nó như mùn cưa, mạt cưa, mấy cái gì á. Còn mình về thì mình lấy trồng lại bằng cái giá thể, mình thay giá thể mới thì mình trồng lại. Đấy, ra bông đẹp chưa, xinh chưa, này màu tím đó. Chậu này là màu tím ha. Hồi đó mình mua cái chậu này ở chợ Audi của người Đức đó, thì bây giờ ra bông nè. Và mình cũng không hiểu sao cái bông này nó chưa nở, mình cũng bị một số bông nó chưa nở và nó đã bị héo thì mình không biết sao đó. Có một cái cành màu trắng để mình lấy xuống cho mọi người coi, là nó chưa nở và nó đã bị héo một cái rồi. Mình hay bị vậy đó, mình mua bông về mình trưng nó hay bị là chưa nở đã héo rồi nè. Mọi người coi cái bộ rễ của cái cây này nè, nó rất là sùm luôn đó, nó rất là sùm. Nhưng mà cái lá của nó thì nó không có được healthy và không có được tốt đó. Này thì sắp nở nè. Cái cây này màu tím và cây này thì là màu trắng. Đó, đang búp búp. Và cái lá của nó thì nó bị vàng vàng mọi người ạ. Nó không có được xanh tốt. Mình thấy ngoài chỗ mình mua về là cái lá này người ta chăm sóc sao mà nó to và nó xanh lè. Còn mình thì mình không biết bỏ cái phân gì cho nên mình chưa có bỏ. Mình cứ bỏ nước vô và lâu lâu mình thay nước, mình rửa bình thôi. Nhưng mà đợt này nó ra bông á, mình không có dám rửa bình.
cho nên nó hơi dơ đó, nó hơi bị mốc. Tại vì có lần năm ngoái mình có hai cái cây màu vàng nó rất là đẹp luôn đó, mà mình đi rửa nó đang ra bông như vậy nè, mình mang ra mình xúc bình mình rửa thì nó bị héo, nó mau tàn. Cho nên năm nay mình sẽ thử để coi là mình không rửa bình thì bông nó có lát không, nó còn mấy kia nó chưng, nó nở có mấy ngày sau nó héo, là mình nghĩ chắc là tại mình đụng rễ nó hay sao đó. Thì nay là mình cái này là được hai cây vừa tím vừa trắng ha. Bên đây cái cây màu trắng này mình rất yêu luôn, mình tội nghiệp nó lắm mọi người. Mình rất tội nghiệp. Tội nghiệp nó là vì sao? Đấy, em trắng đẹp chưa? Trắng rất là tinh tuyền và trắng muốt, tinh khôi luôn á. Đó. Mà lá của nó rất là ít. Nó lèo tèo, rễ của nó cũng rất là ít luôn. Rễ của nó được có 2-3 cọng mà. Nhưng mà ra bông cho mình thấy cơ ngon. Đó, yêu nó chưa? Mình ở hôm nọ đó, nó có đây một cái nụ nữa nè. Ngay góc này mình có một cái nụ nữa mà nó cũng chưa có ra, nó chưa kịp nở, nó cũng héo, nó cũng bị màu vàng đó. Thì mình cũng không biết lý do là tại sao. Mình mấy anh kia mình trưng trong tối thì mình nói không đủ ánh sáng, mình về ngoài đây thì là ánh sáng rất là tốt luôn, mà mình cũng không hiểu sao đó. Bây giờ nó bị như vậy rồi, bây giờ mình sẽ lấy một cái chậu nữa. Coi như lần này là mình được 7-8 nhánh bông đó. 7-8 chậu, 8 chậu được 10 nhánh bông. Nó nở lại. Đây cái này mình cũng trồng bằng giá thể, có rễ nó ra nè. Rồi mình không biết là có nên cắt cái rễ này không, để mình sẽ nghiên cứu rồi coi. Cả cái này thì chưa có nở, và cái này là cũng màu trắng, và cũng được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chắc khoảng 8 bông đó mọi người. Đó, sắp nở rồi, thấy cưng lắm. Mình rất là mừng là mình trồng nó ra bông á, mình vui lắm. Đây mình cũng có một chậu nữa, cũng trồng lại bằng giá thể mà màu trắng, mà nó chưa, nó cũng còn bút bút nè. Đây đó, cũng còn bút thôi, chưa có nở. Cái này chắc đến mùa hè luôn á, mình chơi cái này chắc tới summer luôn đó mọi người. Mình hy vọng là vậy. Cái này, cái cây màu trắng mút hồi nãy mình thích đó, là nó đã nở được một tuần hay hơn một tuần rồi đó. Đây mình có cái cây này rất là mini. Mini này mình mua ở Home Depot, hồi đó mua có 5 đồng hay mấy đồng, mà giờ ra bông lại. Lần này là lần thứ hai đây. Năm ngoái nó ra được cái vòi dài hơn, và năm nay thì ngắn hơn. Chắc càng ngày càng già càng yếu sức rồi. Còn năm ngoái mình bị cái màu vàng nó chết luôn. Nó ra bông xong nó chết là chắc tại mình xúc bình, cho nên năm nay mình sẽ không xúc bình, mình chỉ châm nước, nếu thiếu nước mình châm nước vô thôi, chứ mình không dám đụng tới dỡ ra xúc bình nữa. Đó, cây này cưng chưa? Nhỏ xíu à, xinh không? Đó. Đó, trồng mà ra bông là mình vui lắm, mình rất vui, mình thích đứng ngay đây mình rửa chén, rửa nồi, nấu ăn để mình ngắm bông. Rất là thích cái chỗ này, mình rất là mê hoa. Ở đâu có hoa đẹp là mình xa cỡ mấy mình cũng không muốn tới hết, mình tới mình ngắm bông. Đây có chậu này nữa. Đây cái này là lúc mà Tết năm ngoái là mình mua, nó màu tím đó, nó ra nhiều, rất là nhiều nhánh. Cái loại lan này không hiểu sao nó ra là nhiều nhánh, mình trồng nó còi cọc, nó lá nó không có tốt nè mọi người, thấy không, lá nó vàng và lá nó nhỏ xíu à, mà nó ra bông nó cũng được 2 vòi bông và nụ nè, cái cưng không. Đó, vậy là hết rồi, còn mình còn mấy chậu nữa mà nó không có ra bông, nó chưa có ra bông. Mình cũng trồng trong nước giống vậy đó, mình còn 2 chậu trồng trong nước chưa ra bông, và 2 chậu á trồng trong giá thể, nhưng mà năm ngoái nó ra bông, năm ngoái nó ra rồi, năm nay mình chưa thấy nó ra lại, thì không biết khi nào nó ra. Đây đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với mọi người, coi cho vui về những cái thành quả của mình trồng hoa lan, mà mua hoa lan về mình chơi xong rồi mình trồng lại đó, thì nó ra bông thì mình rất là vui đó. Rồi bây giờ mình sẽ chất lên lại và ra bông rất là đẹp. Mình thích nhất là cái màu này nè. Hồi đó cái chị kia chị nói màu này chọn mày mua, mày đừng mua, nhìn nó yếu ớt lắm, cho chừng nó mau héo, nhưng mà trưng rất là lâu nha. Rồi hôm nay nó mình trồng lại nó ra, nó đẹp quá, mình thích nó lắm. Nó còn 3 bông nữa, chưa nở nữa, là mình được cái này được có 7, đáng lẽ 8 bông mà giờ còn có 7 bông thôi. Đây mình rất là yêu nó luôn, mình sẽ để ngay trước mắt của mình.
để mình ngắm nó đẹp quá à. Ai không thấy đẹp chứ, mình rất là thấy đẹp, mình mê bông cho nên mình thấy đẹp. Cái hoa tím này cũng vậy nè, cái màu hoa tím này sắc sảo ha, đó tím đậm luôn á, rất là thích luôn. Cái này mình để cái phải trên cao, để dưới thấp nó sẽ bị đục đó. Bây giờ mình sẽ chất hết lên lại màu trắng, màu trắng đấy. Vậy là mình đã chia sẻ xong cái vườn bông hoa lan mini của mình, trồng chơi chơi thôi mà có hoa ngắm thiệt. Rồi mình xin chào tạm biệt mọi người nha, và hẹn mọi người vào view clip tiếp theo, có gì vui mình lại chia sẻ tiếp với mọi người. Xin chào, bye bye.